Bình dùng để cắm hoa treo lần này có tên là giỏ Ayu. Ở Nhật Bản, việc cấm đánh bắt cá Ayu hay còn gọi là cá thơm sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6. Và chúng ta cũng sử dụng bình cắm hoa theo mùa. Tôi muốn chuẩn bị cho các cành dưới đây bằng cách sử dụng giấy kẽm. Đây là cỏ cói Nhật. Tôi sẽ luồn dây kẽm vào cành này. Chúng ta sử dụng loại dây kẽm có độ dày sao cho cân đối với cành hoa. Với loại cỏ cói này, chúng ta sử dụng độ dày dây kẽm là 24. Chúng ta luồn dây kẽm đến hết phần trên và dùng kéo cắt phần không cần thiết. Làm như thế này thì khi cắm hoa vào, chúng ta có thể dễ dàng cuốn cong. Tiếp theo, chúng ta sử dụng lá của họ tai hùm. Loại này chúng ta không dùng dây kẽm để uốn. Ta làm vòng tròn vào dây thép, sau đó cố định bằng băng keo. Tiếp theo, cuốn cố định cành bằng dây thép từ thân xuống. Và cắt phần dư không cần thiết của dây kẽm. Vì chúng ta làm vòng tròn để giữ lá, nên chúng ta có thể uốn cong lá theo độ cong của vòng tròn. Và chúng ta có thể vẽ cong thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ gắn dây kẽm cho hoa. Ta dùng dây thép cuốn tròn vào cuống của hoa và cuốn tròn từ trên cuống hoa đi xuống. Cuốn xuống đến cuối và cắt dây thép những chỗ dư ra. Và thế là chúng ta có thể uốn cong những chỗ mà ta thích. Thêm nữa, khi cắm hoa vào thì việc điều chỉnh hoa cũng trở nên dễ dàng hơn. Và như thế phần chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Lần này chúng ta sử dụng cành và xin giới thiệu đây là cành thạch nam. Vì tôi muốn uốn cong phần to của cành cây nên sử dụng dây thép. Lần này ta sử dụng thép loại lớn để hợp với phần muốn uốn cong. Phần này chúng ta dùng thép để quấn cũng được, dùng băng keo cố định cũng được. Vì để như vậy sẽ dễ nhìn thấy dây thép và băng keo, nên chúng ta sẽ dùng băng keo màu nâu chuyên dụng để quấn lại. Chúng ta vừa kéo băng keo nâu và vừa quấn. Nếu quấn thế này thì cành cây và băng keo nâu sẽ giống nhau nên rất khó nhận ra. Những chỗ nào chúng ta muốn uốn cong sẽ dễ uốn.
vì có phần thép quấn chặt nên khó bị gãy. Như vậy là đã xong phần chuẩn bị.